Trong nhiều ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục có những trận mưa lớn và kéo dài trên diện rộng, gây ra nhiều vụ sạt lở ta luy, làm sập nhà của người dân. Mới đây nhất, vụ sạt lở xảy ra trong đêm đã gây thiệt hại về nhà ở của gia đình ông Médée Denis Claudic, quốc tịch Pháp, và bà Nguyễn Thị Kim, ngụ tại phường 4, Đà Lạt. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 9 2016, tại khu vực thửa đất số 905 đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, một bờ ta luy dài 17 m, cao 6 m đã bất ngờ đổ ập vào căn nhà số 5 đường Ngô Thị Sĩ của gia đình ông Médée Denis Claudic, làm hư hỏng nhiều tài sản, sập toàn bộ bức tường khu vực phòng ngủ và đẩy căn nhà nghiêng về phía trước. Theo ghi nhận tại hiện trường khi xảy ra vụ việc, vợ ông đang nấu ăn thì nghe tiếng động lạ. Ông Denis Claudic đang ở trong phòng ngủ, ngay vị trí khối đất hàng tấn, bất ngờ đổ ập xuống. Nhưng rất may, ông kịp chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Tuy vậy, nhiều tài sản trong nhà đã bị hư hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bờ kè ta luy bằng đất phía trên không kiên cố. Cộng với những cơn mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, lượng nước mưa từ trên cao đổ xuống thấm vào đất lâu ngày gây úng đất và mục bờ ta luy. Trước tình hình trên, gia đình di dời khẩn cấp các vật dụng tài sản có giá trị đến nơi an toàn để tránh nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Đà Lạt hỗ trợ tiếp tục tháo dỡ và di dời những khối đất đá có thể gây nguy hiểm. Địa phương cũng sẽ tiếp tục vận động để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại cuộc sống. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là